Ủa chà, anh Phong, anh Phong, cứu cứu cứu. Ủa, bộ quán có ăn cướp hả? Không có, không có. Sao? Cứu cứu cứu. Ai giỏi vậy? Không không không, đừng 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 đừng, đừng cởi trói. Sao? Cứu cứu, tờ tiền rớt dưới. À, đúng rồi, đúng rồi, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Mà sao? Đưa đây cho tôi. Cảm ơn nha. Sao vậy? Gì? Bữa giờ đếm tiền chưa hết luôn, chưa xong luôn á hả? Thì đó, bữa giờ đếm tới đếm lui hoài đó cũng như đó à. Chết cha, đang đếm bị rớt tờ tiền, giờ không nhớ là đếm tới đâu luôn á. Sao cần cởi chói không? Ờ, cởi giùm. Ai chói bà vậy? Tụi nó chói trà đó. À, anh Phong. Phong, 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 Phong. Dừng lại. Anh uống cái gì để em làm cho. Nhưng mà dừng lại. Đừng có cởi chói cho trà. Chà, chà muốn đi toilet, Phong cởi chói cho chà. Không có được cởi chói cho chà. Tụi em đang chói chà lại á là để tụi em an tâm làm việc. Trời đất ơi, chà có mỗi cái nhiệm vụ là ngồi để đếm tiền thôi. Mà chà cũng không chịu, chà dành làm việc cho tụi em. Giờ chà làm sao? Chà đếm xong doanh thu chưa? Chưa. Trời đất ơi. Ơi trời. Chưa nữa hả? Đúng rồi. Đếm đi đếm lại mà quên hoài. Thiệt luôn á, bà trà này bà nhốt bà vô cái lồng, quăng tiền vô chổng cho bà ngồi bà đếm thôi. Cởi chói đi. Không. Cởi chói cho tôi mà. Không. Làm ơn, tôi gian sinh rồi. Cởi chói rồi Ly với Ly giận tôi sao? Tôi đâu có điên. Trời ơi. Rồi sao? Ê, làm cái gì đó. Này nè, con đừng có định ám sát chủ quán xinh đẹp nha. Không, cái thùng này á là để con chùm trà lên, xong rồi trà ngồi trong đó một mình đếm tiền cho trà an tâm nha. Anh Phong giúp em. Đừng đối xử với trà như vậy. Đừng mà, đừng. Làm ơn Phong ơi, Phong đừng đối xử với trà như vậy. Đừng bỏ trà vô thùng như vậy. Trà không phải là một con thú quý hiếm. Trà không phải là trong viện bảo tàng. Làm ơn đó. Đừng làm ơn. Cứu tôi với, có ai cứu tôi không? Làm ơn đi. Trà ngoan đi trà. Thả tôi ra. Khoan khoan, xoay lại vậy nè, xoay lại vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nè. Thả tôi ra. Đây nè, tôi nhét tiền vô nè. Nè. Rồi đó. Rồi ngồi đếm đi. Thả tôi ra. Không có thả gì hết, ngồi đếm thả đi. Thả tôi ra. Đếm xong mới được ra. Như cái máy ATM. Cứu tôi với. Bíp 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 bíp. Cho 100 ngàn. Ê, hay quá. Bíp bíp bíp. Cho 500 ngàn. Có luôn. Rồi. Mình đi coi phim Ly ơi, để bả như vậy. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.